Vâng, em Ngắt Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng em Ngắt Ô Tô trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay em gửi đến cho quý vị và các bạn một cái mẫu xe tập lái mới về cửa hàng em ngày hôm qua. Vâng, đó là một chiếc xe Chevrolet Spark được sản xuất 2009 với động cơ máy 0.8 nhé các bác nhé. Một chiếc xe tên tư nhân không khoan. Vâng ạ, một chiếc xe khá là đẹp mọi người ạ. Hoàn toàn không lỗi lầm gì cả. Và giá tiền chỉ loanh quanh tầm khoảng trên 70 triệu đồng một chút thôi. Là các bác như mình đã có thể sở hữu ngay một mẫu xe đẹp như này rồi. Con này thì được trang bị cái nước sơn của nó là màu xanh cốm các bác nhé. Màu xanh cốm ạ. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em Ngắt Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Để được sở hữu ngay cái mẫu xe Spark 2009 này với giá tốt nhất. Vâng, xe được đeo biển kiểm soát của Hà Nam, tên tư nhân đầy đủ. Đầy đủ chủ các bác nhé. Các bác về rút hồ sơ thoải mái luôn. Đấy, xe được trang chủ xe trang bị liên bộ la răng đúc đây. Nội thất rất là tươi luôn. Đấy, sơn si sạch đẹp sáng bóng các bác nhé. Đấy. Với cái mẫu xe này thì các bác hoàn toàn sẵn đi, không phải làm gì hết. Spark 2009. Đấy, với động cơ máy 0.8 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. 100 cây thì con này nó tiêu thụ tầm khoảng 5 lít thôi. Đấy, 5 lít trên 100 cây thôi. Chứa 5 lít các bác nhé, máy 0.8 rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, gầm bệ chắc chắn, côn số ngọt, lốp dép mới, đấy, lốp dép dày. Đấy, nội thất đẹp luôn. Đấy, các bác về không phải làm bất kỳ một chi tiết nào cả. Đây, xe thì quá ok luôn các bác ạ. Cánh cửa này, các cánh cửa đóng rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy, thường thường là phần đai các dòng xe này là phải đập thật mạnh mới vào. Nhưng mà cửa này thì coi như đóng rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, nội thất đây các bác này. Nội thất của nó phải nói là khá đẹp. Đấy. Các bác có thể xem cái phần nội thất của nó đây. Đấy, khá đẹp các bác nhé. Nội thất rất ok luôn. Đấy. Đây. Phần táp lô này. Đấy, các bác nhìn trần của nó này. Trần nỉ sạch đẹp sáng bóng như thế này. Đấy. Giá chỉ có 73 triệu thôi. 73 triệu đồng thôi. Đấy. 73 triệu các bác nhé. Giá này thì em chỉ ra lọc thôi chứ không bớt nhiều. Ra lọc lá cho các bác một chút thôi. Đấy, keo chỉ cột kéo sắt xi zin nguyên bản. Máy gầm đại chất luôn. Máy gầm đại chất. Đấy. Phần tắp ly của nó này, các bác cứ nhìn có thể xem này. Tất cả cột kèo sắt xi của nó đều zin nhé. Đấy, để mà nói một chiếc xe cỏ mà nó đẹp như này thì phải nói là rất là hiếm luôn. Đời 2009 mà với tầm tiền chỉ có loanh quanh trên 70 triệu thôi. Đấy, trên 70 triệu đồng thôi. 73 triệu. Và em có ra lộc. Đấy. 73 triệu đồng, có ra lộc cho các bác nào mà thiện chí quan tâm thì alo nhanh. Alo nhanh cho em Ngắt Ô Tô để sở hữu ngay cái mẫu xe này. Đấy, có một mẫu xe duy nhất thôi. Một con duy nhất tại cửa hàng thôi. Cứng cáp như thế này. Đấy, gầm bẹ máy móc rất là chất. Đây, em sẽ mở máy cho mọi người xem cái phần máy của nó nhé. Có chìa khóa khiển đầy đủ các bác này. Đấy, đấy, chìa khóa khiển đầy đủ nhé. Đấy, hai chìa khóa này. Hai chìa khóa luôn. Đấy, máy móc thì đề phát ăn luôn các bác ạ. Điều hòa mát liệm tim nhé. Đấy, điều hòa vẫn còn mát, mát lạnh luôn. Đấy, điều hòa vẫn còn mát rét luôn. Đó. Nội thất đẹp như thế này. Đấy, côn số, máy móc. Nói chung là xe quá ok luôn các bác ạ. Bốn kính điện nhé. Bốn kính điện đầy đủ. Đấy, bốn kính điện đầy đủ các bác nhé. Giá loanh quanh chỉ có bao nhiêu? 73 triệu thôi. Bác nào quan tâm thì alo nhanh cho em Ngắt Ô Tô qua số cái điện thoại là 0866010016 nhé. Một mẫu xe rất ok đấy. Đây em sẽ mở máy cho các bác xem phần máy của nó này. Máy móc của nó thì không bàn về chất. Đấy, máy con này quá ok. Đăng kiểm nó đến tháng 6. Vâng, đến tháng 6. Đăng kiểm đến tháng 6. Đây là phần khoang máy các bác này. Đấy, máy của nó thì quá là ok các bác ạ. Phần lốc máy còn rất là sáng này. Máy nổ êm du nhé. Đấy, máy nổ rất êm luôn. Đấy ạ. Với giá tiền loanh quanh chỉ có 73 triệu thôi. Một chiếc xe Spark 2009. Đấy, 2009, máy 0.8 nhé. Đó, các bác có thể nghe tiếng máy này. Máy rất êm luôn. Đúng không ạ? Đấy, đèn đóm sáng nhé. Biển Hà Nam. Đây, sơn si sạch đẹp sáng bóng như thế này. Một chiếc xe rất ok, tập lái trời nắng che mưa. 73 triệu đồng. Em bao ship cho các bác ở khu vực miền Bắc, miền Trung thôi. Đấy. Còn ở khu vực xa xa tầm khoảng 300-400 cây thì có thể là thêm một chút chi phí các bác nhé. Spark 2009, 73 triệu đồng, xe bao đẹp cho các bác.
Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em Ngát Ô Tô qua số điện thoại 0866 010 016 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video clip lần sau ạ.